Người dân ăn mừng tân Tổng thống Rouhani được đắc cử tên từ Tehran. Ứng cử viên Hassan Rouhani đã chiến thắng áp đảo cuộc bầu cử Tổng thống Iran trong ngày hôm qua. Cử tri đã đổ xuống đường ăn mừng sau khi kết quả cuối cùng được Bộ Nội vụ công bố. Người về hạng nhì là đô trưởng Mohammad Bakir Khalibaf chỉ nhận chưa đầy 16% số phiếu. Các ứng cử viên thân cận với siêu lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei đã nhận số phiếu còn thấp hơn nhiều. Một người Iran ăn mừng đã nói với đài CCTV rằng, với tư cách một người trẻ và những người bỏ phiếu cho ông Rouhani, ông ta hy vọng ông Rouhani sẽ giữ lời hứa phục hồi lại giá trị đồng Rio, phục hồi uy tín quốc gia Iran, giải quyết nạn thất nghiệp và các vấn đề trong nước. Một người dân khác nói rằng, ông ta cảm ơn Chúa Trời đã giúp cho ông Rouhani thắng cử. Lá phiếu dành cho ông Rouhani là lá phiếu của người cải cách, hy vọng ông Rouhani có thể phục hồi sự khôn ngoan và hy vọng cho quốc gia Iran.